hành đang cháy, ngày đêm sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu quê hương, hiểm nguy không ngại hy sinh, chống lại ngọn lửa dữ, giữ bình yên phố phường, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống yên bình. Báo cáo đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ tham dự hội thi có mặt đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề, xin ý kiến đồng chí. Do thưa toàn thể hội thi, chương trình lễ diễu hành biểu dương lực lượng phương tiện tại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 vòng loại cụm thi số 2 xin được phép bắt đầu. Biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới tại quảng trường Ba Đình lịch sử vào thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lá cờ tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Chúng ta kính chào chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài, người là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, đi đầu rèn luyện thể thao cho mọi người dân Việt Nam. Lúc sinh thời, ngày 27 tháng 3 năm 1946, người đã ra lời kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao. Hình ảnh người mãi mãi trở thành biểu tượng sinh động, là sức mạnh ý chí, là động lực thúc đẩy nhân dân ta nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng không ngừng rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang hùng dũng tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên rất hồng kỳ, biểu hiện cho sự phát triển và trưởng thành của nền thể thao cách mạng. Kế tục và phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn hăng say học tập, không ngừng rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đang tiến vào lễ đài là công an kỳ, lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, lực lượng nòng cốt xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an nhân dân thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẩu hiệu của lực lượng từ những ngày đầu thành lập là bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an 8 huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải, Bạch Long Vĩ của thành phố Hải Phòng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5 tháng 9 năm 2018, 8 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực thuộc công an 8 huyện được thành lập. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa bàn các huyện, phối hợp tốt với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo thế trận chặt chẽ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ kịp thời, hiệu quả. Đang tiến vào lễ đài là khối diễu hành của lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố Hải Phòng. Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, là lực lượng chủ công mũi nhọn của công an thành phố, có trách nhiệm tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc công an thành phố trong công tác vũ trang, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng cảnh sát cơ động có nhiệm vụ thực hiện các phương án tác chiến, chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, giải tán các vụ gây rối biểu tình trái pháp luật, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về an ninh trật tự. Đang tiến vào
vào lễ đài là lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng. 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh trật tự của thành phố, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của công an thành phố Hải Phòng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố làm tốt công tác hướng dẫn giao thông, tham mưu tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, đăng ký quản lý phương tiện giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến đường giao thông. Cùng với đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông đã trực tiếp tham gia cứu chữa các vụ cháy xảy ra trên các tuyến giao thông, cứu được nhiều nạn nhân trong đám cháy. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an 7 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh của thành phố Hải Phòng. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5 tháng 9 năm 2018, 7 đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực thuộc công an các quận được thành lập. Ngay lập tức, lực lượng đã làm tốt công tác đề xuất với trưởng công an các quận, tham mưu với quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các quận ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ở địa bàn các phường. Chào mừng đoàn đại biểu cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng đang tiến vào lễ đài. Đội phòng cháy chữa cháy sở công an Hải Phòng, tiền thân của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, được hình thành trong công cuộc giải phóng thành phố, chiến đấu ngoan cường, mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội phòng cháy chữa cháy sở công an Hải Phòng. 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù với mô hình tổ chức cấp đội, cấp phòng hay cấp sở, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tận tụy, dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của thành phố Hải Phòng. Tại 217 trên 217 đơn vị cấp xã đã triển khai thành lập đội dân phòng, với mỗi thôn tổ dân phố có một đội trưởng, một đội phó và ít nhất 8 đội viên theo đúng quy định tại nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ. 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Đây là lực lượng quan trọng làm nòng cốt cho phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở. Được sự quan tâm củng cố về tổ chức, biên chế, nghiệp vụ và trang thiết bị, phương tiện, chất lượng hoạt động của lực lượng này càng cao. 70% các vụ cháy xảy ra đều được lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia giải quyết. Đang tiến vào lễ đài đã đoàn trọng tài của hội thi, những người cầm cân nảy mực cho các nội dung thi đấu tại hội thi của chúng ta hôm nay. Xin kính chúc các đồng chí trọng tài may khỏe, làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm cao, tất cả vì thành công của hội thi. Thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên của công an tỉnh Bắc Giang, nòng cốt là cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một tỉnh trung du miền núi thuộc vùng Đông Bắc với dân số xấp xỉ 2 triệu người, tiếp giáp với 6 tỉnh và thủ đô Hà Nội. Trong những năm gần đây, nhờ chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang đã và đang hình thành nhiều khu và cụm công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, công trình cao tầng, khách sạn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang luôn chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt công tác đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy lớn, vụ cháy thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy. Đến với hội thi lần này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Giang sẽ quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao nhất. Chào mừng đoàn vận động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bắc Cạn đang tiến vào lễ đài. Được thành lập từ năm 1997, 25 năm trưởng thành và phát triển,
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Bắc Cạn không ngừng lớn mạnh, từng bước chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Những năm qua, công an Bắc Cạn tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác cứu nạn cứu hộ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh dũng cảm, mưu trí, không quản khó khăn nguy hiểm, kịp thời tham gia cứu nạn cứu hộ đối với 48 vụ tai nạn sự cố xảy ra trên địa bàn, cứu được 31 người bị nạn, tìm kiếm được 22 thi thể nạn nhân, cứu được nhiều tài sản trị giá hơn 3 tỷ đồng. Với những thành tích chiến công, 26 bằng khen của Bộ Công an, 38 bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh, 41 giấy khen của C07 và nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ. Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ không ngừng lớn mạnh, được củng cố, xây dựng về mọi mặt. Với các thành tích xuất sắc đã đạt được, tập thể đơn vị 3 lần được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen trong công tác xây dựng, chiến đấu, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Chào mừng đoàn vận động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến vào lễ đài. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 9 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trực thuộc ở các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 140 cán bộ chiến sĩ. Trong những năm qua, đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, chủ động xây dựng và thực hiện nhiều phương án kịp thời chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiệu quả hàng trăm vụ cháy, sự cố tai nạn, bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Trong những năm vừa qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân phòng, thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2022, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Trải qua 61 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên luôn thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng đoàn vận động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến vào lễ đài. Được thành lập tháng 4 năm 1976, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến, thủ đô giải phóng, 40 năm công tác chiến đấu xây dựng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tuyên Quang không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp xây dựng và diễn tập hàng trăm phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, diễn tập khu vực phòng thủ, triển khai cứu chữa hàng trăm vụ cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đang tiến vào lễ đài là đoàn vận động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái. Trải qua 51 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái, Công an thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phương Đỏ đang tiến vào lễ đài. Cùng với việc phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi của đơn vị đăng cai, đội tuyển của Công an thành phố Hải Phòng được tuyển chọn và nỗ lực tập luyện để tham dự hội thi với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Vì thành công của hội thi, đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ nâng cao thể lực, trình độ, trí kỹ thuật cứu nạn cứu hộ, đồng thời cũng để các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chúc cho đoàn vận động viên của Công an thành phố Hải Phòng sẽ đem đến hội thi những màn so tài thật hấp dẫn để góp phần cho hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Thưa quý vị đại biểu, đang tiến vào lễ đài là đoàn xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố Hải Phòng. Được sự quan tâm của Bộ Công an và thành phố, với chủ trương xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Những năm vừa qua, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Công an thành phố đã được quan tâm, đầu tư và trang cấp. Cùng với việc hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng phối hợp, hàng chục xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe cứu thương, xe thang, xe phục vụ cứu nạn cứu hộ dưới nước, giường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được trang bị. Xuống bóng và
danh và cứu hộ, đưa kiểm các thuyền viên cứu hộ có động cơ đèn chiếu sáng dưới nước, thiết bị dò tìm dưới nước, thiết bị thở oxy, hỗ trợ hô hấp và các dụng cụ cấp cứu chuyên dụng công nghệ cao phục vụ đắc lực cho việc dò tìm cứu các nạn nhân dưới nước hoặc bị mắc kẹt trong các khu vực thủy bị chìm đắm. Ngoài ra, với thiết bị điều khiển chiếu sáng, camera quan sát và đường ống dẫn nước chữa cháy lớn lắp thông ở đỉnh thang, tạo điều kiện thuận lợi để xử lý các đám cháy hóa chất độc hại và nguy hiểm. Các cây thang với tàu đưa sao tới 57m cùng với lắp thông nước gắn ở đỉnh thang là phương tiện hiệu quả phục vụ cứu người bị nạn trên cao và sinh sát làm mát các tòa nhà công trình bị cháy. Đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, thực hiện kế hoạch số 418 C07 ngày 8 tháng 10 2022 của Bộ Công an về việc tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, kế hoạch số 449 PV01 PC07 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng về việc đăng cai tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai. Hôm nay, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng, Bộ Công an và thành phố Hải Phòng tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, cụm thi số 2 với sự tham dự của các đội tuyển thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ của Công an 8 tỉnh thành phố: Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Tới dự hội thi, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại biểu Bộ Công an. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Minh Khương,
Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức hội thi Bộ Công an. Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an. Đại biểu lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Đào Quang Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố. Cùng tập thể lãnh đạo phòng PC07, đại diện lãnh đạo phòng PV01, PX01, PX03, PH10, PH06, PC08, PK02, PX04, khối trưởng khối thi đua số 2, công an các quận, huyện thuộc Công an thành phố Hải Phòng. Đại biểu lãnh đạo công an các tỉnh tham gia hội thi, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Đỗ Tiến Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu lãnh đạo các sở, ngành, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Phòng tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 3, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo Công an nhân dân, Đội tuyên truyền phòng PX03, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Một lần nữa, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đã có mặt tại hội thi hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Thực hiện kế hoạch số 418 ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công an về việc tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2. Hôm nay, hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 cụm thi vòng loại số 2 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các đội tuyển và toàn thể các vận động viên về tham dự hội thi ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe, chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, công tác cứu nạn, cứu hộ có vai trò đặc biệt quan trọng, đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trên cơ sở đó, trong những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước nói chung và của thành phố Hải Phòng nói riêng đã không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn và sức khỏe để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có khả năng xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả được mọi tình huống sự cố cháy nổ, tai nạn phức tạp xảy ra. Hội thi lần này là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao thể lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham gia hội thi hôm nay,
có gần 100 vận động viên của 8 đơn vị cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc cụm thi đua cụm số 2 sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu. Một là môn 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ. Hai là môn cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc. Ba, môn cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước. Bốn, môn thi bơi cứu nạn cứu hộ. Thông qua kết quả của hội thi vòng loại, chúng ta sẽ tuyển chọn đội tuyển tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, tập luyện để nâng cao hơn nữa về thành tích thi đấu để tham gia vòng chung kết hội thi thể thao cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2023. Tôi đề nghị các đơn vị tham gia thi đấu thực hiện đúng kế hoạch của ban tổ chức, chấp hành nghiêm túc điều lệ của hội thi, có tinh thần học hỏi, đoàn kết, trung thực, thi đua giành thành tích cao, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin tuyên bố khai mạc hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi số 2 năm 2022. Trước khi dừng lời, một lần nữa chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đội ngũ trọng tài cùng toàn thể các vận động viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, các đồng chí lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc cụm thi đua số 2 tham gia cái hội thi ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban thành thuộc thành ủy, các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thưa toàn thể các đồng chí. Ngày 18 tháng 7 2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 83 quy định công tác cứu nạn hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị định nêu trên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ đã tổ chức trên 13.500 vụ sự cố tai nạn, hướng dẫn thoát nạn cho hàng chục nghìn người, trực tiếp cứu nạn 4.180 người, tìm kiếm được trên 2.690 thi thể người bị nạn và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Những kết quả nêu trên đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, về tài sản và sự cố tai nạn gây ra và đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Kính thưa các đồng chí, để nâng cao hơn nữa thể lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ chiến thuật cứu nạn hộ nhằm mục đích xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn hộ tinh nhuệ, có khả năng đáp ứng xử lý tình huống sự cố tai nạn phức tạp xảy ra trong thực tế cuộc sống của xã hội hàng ngày, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ cứu nạn hộ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 2022, 20 tháng 7 2022. Ngày 8 tháng 10 năm 2021, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 418 về việc tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn hộ toàn quốc lần thứ 2 tại công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc. Hội thi với sự tham gia của 132 đội tuyển thuộc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trường đại học phòng cháy cháy. Vòng loại được tổ chức tại 11 cụm. Kính thưa các đồng chí, hội thi vòng loại tại cụm số 2 gồm 8 đội tuyển, công an các địa phương bao gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, được tổ chức tại thành phố Hải Phòng trong 2 ngày 23 và 24 tháng 6, gồm các môn bơi cứu nạn hộ trong môi trường nước, 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn hộ trong môi trường khói khí độc. Để hội thi diễn ra theo đúng chương trình, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra, tôi yêu cầu các đơn vị dự thi tập trung cao độ, tích cực thi đấu để đạt thành tích cao nhất. Sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục tập luyện để nâng cao nữa trình độ chuyên môn kỹ thuật, cứu nạn cứu hộ, chủ động trong ứng phó mọi sự cố, tai nạn xảy ra, đồng thời hướng dẫn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và dân phòng các kỹ năng về cứu nạn cứu hộ để họ thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Đề nghị ban trọng tài làm hết trách nhiệm trên tinh thần nghiêm minh, trung thực, khách quan, đúng điều lệ để hội thi đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các đồng chí, các cấp lãnh đạo và toàn thể nhân dân xác định rõ hơn trách nhiệm về phòng cháy cháy cứu nạn hộ, triển khai tốt các nghị định của chính phủ liên quan công tác phòng cháy cháy cứu nạn hộ, đồng thời thực hiện những cái hướng dẫn của cục của Bộ Công an cũng như của C07 liên quan công tác phòng cháy cháy cứu nạn hộ nhằm hạn chế về số vụ cũng như thiệt hại về cháy nổ gây ra. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thay mặt lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn hộ, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
các đồng chí lãnh đạo thuộc các ban của tỉnh, thành ủy, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, quận, thành phố trực trên địa bàn thành phố Hải Phòng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn hộ trong thời gian qua. Tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, thành quận thuộc thành phố đã có mặt trong buổi hôm nay. Sự có mặt của đồng chí thể hiện sự quan tâm, là nguồn động lực, cổ vũ, động viên để cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn phòng cháy cháy, cứu nạn hộ và quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất tại hội thi. Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các đồng chí trong ban tổ chức, ban trọng tài, các vận động viên và toàn thể nhân dân có mặt trong hội thi ngày hôm nay sức khỏe, thành công. Chúc các vận động viên bình tĩnh, tự tin thi đấu nhiệt tình, đoàn kết và đạt thành tích cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội thi ngày hôm nay. Tôi tên là Phùng Cao Sơn, xin phép được thay mặt cho tất cả các vận động viên tham gia thi đấu xin hứa: 1. Tuyệt đối chấp hành điều lệ thi đấu của hội thi, nội quy, quy định của ban tổ chức, sự điều hành của đoàn trọng tài. 2. Thi đấu hết sức mình với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực và trong sáng để đạt được thành tích và kết quả tốt nhất. Xin hứa. Kính thưa các đồng chí, để ghi nhận, động viên tinh thần thi đấu, tham thi dự hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi số 2 tại thành phố Hải Phòng hôm nay, ban tổ chức sẽ trao cờ lưu niệm và hoa cho ban trọng tài và các đơn vị. Xin được kính mời đại diện các đội thi đấu và đại diện ban trọng tài bước lên phía trước để đón nhận. Phần thi đấu của các vận động viên, xin mời các đơn vị chuẩn bị cho phần thi đấu của mình. Những bước chân lặng thầm xuyên màn đêm, hiểm nguy gian nan anh đâu xa chi, con đường anh đã chọn đi. Bao chông gai người chiến sĩ phòng cháy, đã bao lần anh thức trắng đêm thâu với bao suy nghĩ và chăn trở, bởi ngọn lửa kia đâu có lương tri, phải làm sao để ngăn chặn phòng ngừa, vượt qua bao cám dỗ vượt lên chính mình. Những chiến công thầm lặng anh dâng cho đời, đổ cả máu lẫn mồ hôi, thắm xanh màu áo, còn gì đẹp hơn. Vì bình yên cuộc sống anh không ngại hiểm nguy, với quyết tâm chiến thắng ngọn lửa hung tàn, hát về anh người công an nhân dân mãi xứng danh người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh hùng. Do xương tôi luyện mình những chàng trai, vì dân hy sinh đâu cần đắn đo, nhiệm vụ bất kể ngày đêm, trong bão giông đồng đội luôn kề vai, chọn cho mình nghề chữa cháy gian lao,
đối mặt hiểm nguy vào sinh ra từ, giữ gìn bình yên cho cuộc sống hôm nay. Vòi rồng trong tay quyết dập tan giặc lửa, vượt qua bao cam dỗ vượt lên chính mình. Những chiến công thầm lặng anh dâng cho đời, đổ cả máu lẫn mồ hôi thắm xanh màu áo. Còn gì đẹp hơn, vì bình yên cuộc sống anh không ngại hiểm nguy. Với quyết tâm chiến thắng ngọn lửa hung tàn, hát về anh người công an nhân dân mãi xứng danh, người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh hùng. Tôi, Đồng úy Vương Hải, được ban chỉ huy báo cáo đồng chí đại tá Phạm Đức Dũng, phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể đồng chí có mặt đủ đội ngũ chỉnh tề, đi kiểm chứng. Rồi. Thực hiện kế hoạch số 418 ngày 8 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, kế hoạch số 449 ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Công an thành phố Hải Phòng về việc đăng cai tổ chức vòng loại hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ hai, cụm thi số 2 tại thành phố Hải Phòng. Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nâng cao thể lực, trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh kỹ thuật chiến thuật cứu nạn cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022, đồng thời là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham dự vòng loại cuộc thi số 2 tại thành phố Hải Phòng. Tới dự hội thi hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Phạm Viết Dũng, phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Phan Mạnh Hà, trưởng phòng 6 cục C07, phó trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Dương Đình Thành, phó giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Đỗ Tiến Vì, phó giám đốc công an tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Tuân, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Cạn. Ban tổ chức kính chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các đoàn vận viên và toàn thể cổ động viên đã có mặt trong buổi thi đầu tiên của hội thao hôm nay. Kính thưa các đồng chí, trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội thi, ban tổ chức sẽ tổ chức thi hai môn bơi dưới nước gồm cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước, bơi cứu nạn cứu hộ. Tiếp theo chương trình là phần thi đấu của các đội tuyển. Ban tổ chức xin mời các đội tuyển khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tham gia thi đấu theo đề lệ. Đề nghị tổ phục vụ vào vị trí chuẩn bị, kính mời ban trọng tài điều hành cuộc thi. Xin trân trọng cảm ơn. Những bước chân lặng thầm xuyên màn đêm, hiểm nguy gian nan anh đâu xa chi. Con đường anh đã chọn đi, bao chông gai người chiến sĩ phòng cháy. Đã bao lần anh thức trắng đêm thâu, với bao suy nghĩ và chăn trở. Bởi ngọn lửa kia đâu có lương chi, phải làm sao để ngăn chặn phòng ngừa. Vượt qua bao cam dỗ vượt lên chính mình, những chiến công thầm lặng anh dâng cho đời. Đổ cả máu lẫn mồ hôi thắm xanh màu áo, còn gì đẹp hơn. Vì bình yên cuộc sống anh không ngại hiểm nguy, với quyết tâm chiến thắng ngọn lửa hung tàn. Hát về anh người công an nhân dân mãi xứng danh, người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh hùng.
xương tôi luyện mình những chàng trai, vì dân hy sinh đâu cần đắn đo. Nhiệm vụ bất kể ngày đêm, trong bão giông đồng đội luôn kề vai. Chọn cho mình nghề chữa cháy gian lao, đối mặt hiểm nguy vào sinh ra từ. Giữ gìn bình yên cho cuộc sống hôm nay, vòi rồng trong tay quyết dập tan giặc lửa. Vượt qua bao cam dỗ vượt lên chính mình, những chiến công thầm lặng anh dâng cho đời. Ô cả máu lẫn mồ hôi thắm xanh màu áo, còn gì đẹp hơn? Vì bình yên cuộc sống anh không ngại hiểm nguy, với quyết tâm chiến thắng ngọn lửa hung tàn. Hát về anh người công an nhân dân mãi xứng danh, người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh hùng. Cho dù mất mát hy sinh vẫn luôn quên mình vì dân, những khuôn mặt cháy xém lấm lem vẫn người sáng một niềm tin. Vượt qua bao cam dỗ vượt lên chính mình, những chiến công thầm lặng anh dâng cho đời. Đổ cả máu lẫn mồ hôi thắm xanh màu áo, còn gì đẹp hơn? Vì bình yên cuộc sống anh không ngại hiểm nguy, với quyết tâm chiến thắng ngọn lửa hung tàn. Hát về anh người công an nhân dân mãi xứng danh, người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy anh hùng. Hát về anh người công an nhân dân, hát về anh người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Hải Phòng. Không đầu hàng, rằng nữa.
Ở tiếp thi số 1, đội tuyển công an Hải Phòng đang vượt rất nhanh về khu vực cửa. Và bây giờ cái máy cũng đang nhanh chóng như một cái đề vị trí an toàn. Chiến lợi vật trên cao, động tác tiếp đất cứu nạn nhân cũng rất ấn tượng, thành thật tốt phần thi của mình. Alo, trọng tài xin công bố kết quả. Tuyến 1, công an tỉnh Thái Nguyên. Thôi, cho xuất phát. Rất khẩn trương và thuần thục, các vận động viên đã tới khu vực đặt tường rồi, động tác phá cửa. Như vậy ở tuyến số 2 thì vận động viên phải qua 4 lần mới mở cửa, còn ở tuyến số 1 thì vận động viên của Tuyên Quang đã tới khu vực đường biên đạo rồi. Rất nhanh và khẩn trương. Như vậy Tuyên Quang đã về tới đích rồi. Và liền với đó thì Thái Nguyên cũng đã tới đích. Đợt thi cuối cùng môn thi 100m. Trọng tài báo cáo. Thôi, cho xuất phát. Trước mắt đã vang lên rồi. Hai vận động viên của Bắc Cạn và Quảng Ninh sẽ thực hiện tất cả các thao tác trên đường đua của mình. Lần lượt các chướng ngại vật sẽ được bỏ qua sau lưng. Thao tác phá cửa bao giờ cũng là thao tác rất khó khăn. Ở tuyến số 2, Quảng Ninh đã vượt lên rồi. Phải quay lại để đi từ đầu, thật đáng tiếc. Một chút sơ sẩy thôi, Trả Mực Hà Long đã bị ngã rồi. Nhưng ngay lập tức vận động viên đã quay lại và hoàn thành nhiệm vụ. Diệu Vô Bên Á đã tới đích rồi, rất nhanh. Như vậy hiệu lệnh xuất phát đã vang lên rồi. Anh vận động viên của Bắc Cạn và Quảng Ninh sẽ thực hiện tất cả các thao tác trên đường đua của mình. Lần lượt các chướng ngại vật sẽ được bỏ qua sau lưng. Thao tác phá cửa bao giờ cũng là thao tác rất khó khăn. Ở tuyến số 2 phải quay lại để đi từ đầu, thật đáng tiếc. Một chút sơ sẩy thôi, Trả Mực Hà Long đã bị ngã rồi. Nhưng ngay lập tức vận động viên quay lại và hoàn thành nhiệm vụ. Diệu Vô Bên Á đã tới đích rồi. Chúng tôi là lính cứu hỏa. Còn đáng tiếc, ở đây thi đấu số 2 và đội người hiện thân những người anh hùng. Trọng tài, xả thân vì dân quên mình. Thôi, cho xuất dặn lửa với ngang tàu. Hải Phòng và Tuyên Quang đang tiếp tục. Tôi đây là một cách đáng khó.
đẹp trai yêu đời, yêu nghề, yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19-20, hiện thân những người anh hùng, xả thân vì dân quê mình. Những người anh hùng xa thân vì dân quên mình. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19-20, hiện thân những người anh hùng xa thân vì dân quên trai yêu đời, yêu nghề, yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19-20, hiện thân những người anh hùng xả thân vì dân quên mình. Lửa bay ngang tàng, lũ khói đen dâng hàng, có chúng tôi sẵn sàng quyết chí công đầu hàng. Rằng lửa bay muôn trùng, lũ khói đen lạnh lùng, không gợn chút than hồn, cứu đến người cuối cùng. Trai yêu đời, yêu nghề, yêu mãi em thôi. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19-20, hiện thân những người anh hùng xa thân vì dân quê mình. Dâng lửa bay ngang tàng, không đầu hàng. Rằng lửa bay muôn trùng, lũ khói đen lạnh lùng, không cần chút thay đổi, cứu đến người cuối cùng. Cảm ơn mọi người.
trình diễn của đội tuyển công an thành phố Hải Dương. Dần quên mình chúng tôi là lính cứu hỏa tuổi đời người chín đôi mươi hiến thân những người anh hùng xa hơn vì dân quên mình. Ha 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 ha. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, sau một thời gian thi đấu với các nội dung của hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 cụm thi số 2 tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra hết sức sôi nổi, quyết liệt. 4 môn thi đã được vận động viên của các đội tuyển hoàn thành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cùng với những kết quả thành tích thi đấu đạt được. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Phan Mạnh Hà, trưởng phòng 6 C07, phó trưởng ban tổ chức giải lên thông báo kết quả thi đấu của các nội dung thi. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thay mặt cho ban trọng tài, tôi xin công bố kết quả các môn thi và xếp loại toàn đoàn. Môn thi thứ nhất, môn bơi cứu nạn cứu hộ, xếp thứ 8 đội tuyển công an tỉnh Yên Bái, xếp thứ 7 đội tuyển công an tỉnh Bắc Cạn, xếp thứ 6 đội tuyển công an tỉnh Bắc Giang, xếp thứ 5 đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh, xếp thứ 4 đội tuyển công an tỉnh Tuyên Quang, xếp thứ 3 đội tuyển công an tỉnh Phú Thọ, xếp thứ 2 đội tuyển công an tỉnh Thái Nguyên, xếp thứ nhất đội tuyển công an thành phố Hải Phòng. Môn thi thứ 2, môn cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước, xếp thứ 8 đội tuyển công an tỉnh Bắc Giang, xếp thứ 7 đội tuyển công an tỉnh Yên Bái, xếp thứ 6 đội tuyển công an tỉnh Bắc Cạn, xếp thứ 5 đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh, xếp thứ 4 đội tuyển công an tỉnh Tuyên Quang, xếp thứ 3 đội tuyển công an thành phố Hải Phòng, xếp thứ 2 đội tuyển công an tỉnh Phú Thọ, xếp thứ nhất đội tuyển công an tỉnh Thái Nguyên. Môn thi thứ 3, môn 100m vượt chướng ngại vật cứu nạn cứu hộ, xếp thứ 8 đội tuyển công an tỉnh Yên Bái, xếp thứ 7 đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh, xếp thứ 6 đội tuyển công an tỉnh Bắc Cạn, xếp thứ 5 đội tuyển công an tỉnh Phú Thọ, xếp thứ 4 đội tuyển công an tỉnh Thái Nguyên, xếp thứ 3 đội tuyển công an tỉnh Tuyên Quang, xếp thứ 2 đội tuyển công an tỉnh Bắc Giang, xếp thứ nhất đội tuyển công an thành phố Hải Phòng. Môn thi thứ 4, môn cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói khí độc, xếp thứ 8 đội tuyển công an tỉnh Bắc Cạn, xếp thứ 7 đội tuyển công an tỉnh Yên Bái, xếp thứ 6 đội tuyển công an tỉnh Tuyên Quang, xếp thứ 5 đội tuyển công an tỉnh Bắc Giang, xếp thứ 4 đội tuyển công an tỉnh Thái Nguyên, xếp thứ 3 đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh, xếp thứ 2 đội tuyển công an tỉnh Phú Thọ, xếp thứ nhất đội tuyển công an thành phố Hải Phòng. Kết quả xếp lại toàn đoàn. Xếp thứ 8 đội tuyển công an tỉnh Yên Bái, xếp thứ 7 đội tuyển công an tỉnh Bắc Cạn, xếp thứ 6 đội tuyển công an tỉnh Bắc Giang, xếp thứ 5 đội tuyển công an tỉnh Quảng Ninh, xếp thứ 4 đội tuyển công an tỉnh Tuyên Quang, xếp thứ 3 đội tuyển công an tỉnh Phú Thọ, xếp thứ 2 đội tuyển công an tỉnh Thái Nguyên, xếp thứ nhất đội tuyển công an thành phố Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí phó trưởng ban tổ chức giải. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức sẽ thực hiện phần trao giải cho các đội tuyển của các môn thi và giải toàn đoàn. Như đã thông báo của ban tổ chức, ở môn thi cứu nạn cứu hộ dưới nước, môn bơi cứu nạn cứu hộ xếp hạng nhất là vận động viên của đội tuyển công an thành phố Hải Phòng, hạng nhì
vận động viên của đội tuyển Công an tỉnh Thái Nguyên và hạng 3 là vận động viên của đội tuyển Công an tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi xin mời 3 vận động viên của Công an thành phố Hải Phòng lên bục danh dự ở vị trí số 1. Vị trí số 2 dành cho vận động viên đội tuyển Công an tỉnh Thái Nguyên và vị trí số 3 xin chúc mừng đội vận động viên của đội tuyển Công an tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Thái Nguyên. Hạng nhì xin chúc mừng đội tuyển Công an tỉnh Phú Thọ và hạng ba xin chúc mừng đội tuyển Công an thành phố Hải Phòng. Xin mời các vận động viên chúng ta lên vị trí danh dự. Bục số 1 xin mời vận động viên Công an tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi xin mời 3 vận động viên của đội tuyển Công an Hải Phòng, Công an Bắc Giang và Công an Tuyên Quang lần lượt lên vị trí 3. We'll be right back.
Kính thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Cương, Phó Cục trưởng C07 Bộ Công an, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí. Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt và sôi nổi, hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi số 2 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo công an 8 tỉnh thành phố, lãnh đạo các sở ngành và lực lượng vũ trang thành phố, các cơ quan đơn vị, đoàn trọng tài, các vận động viên và cán bộ chiến sĩ đã góp phần cho thành công của hội thi và cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các đội tuyển tham gia hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi số 2 đã đạt được ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cứu nạn cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, rèn luyện và trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ giữa các đơn vị trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh thành phố. Điểm nổi bật của hội thi lần này là các môn thi thực hành đã củng cố thêm tinh thần dũng cảm, tính sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện và nâng cao thể lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Về với hội thao lần này, có trên 100 vận động viên của công an 8 tỉnh thành phố cùng giao lưu, học hỏi và cùng nhau tranh tài. Các đội tuyển của chúng ta đã cống hiến cho hội thao những màn biểu diễn, những cuộc đua đầy kịch tính để quyết tâm giành thành tích cao nhất. Đến nay hội thi đã hoàn thành 4 nội dung thi theo kế hoạch và điều lệ đề ra. Hội thao đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an ninh an toàn, đảm bảo mục tiêu yêu cầu đặt ra. Kính thưa các đồng chí, trong thi đấu ai cũng biết có đội thắng đội thua, nhưng tiểu chung lại có thể khẳng định rằng tất cả chúng ta đều chiến thắng. Chúng ta chiến thắng trong niềm đam mê, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để làm nên thành công của hội thi ngày hôm nay. Trên cơ sở kết quả của hội thi lần này, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những đội có thành tích cao đại diện cho lực lượng cụm thi số 2 tham dự hội thi nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ vòng chung kết năm 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau hội thi hôm nay, các đơn vị cũng cần tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác đào tạo huấn luyện, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, thể lực phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, ban trọng tài, các vận động viên và các cơ quan báo chí, phát thanh đến đưa tin cho hội thi. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Thay mặt cho ban tổ chức hội thi, tôi xin tuyên bố bế mạc hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi đua số 2 năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy khắc ghi lời vang, bền truyền không bè bang, phòng cháy chữa